mặt đường nứt toát vì nước ngấm phía dưới bờ đập. Chiều ngang con đường giờ chỉ còn chưa đầy nửa mét. Những người dân có đất sản xuất muốn vào vườn phải vượt qua đoạn đường này. Dòng sông nó bự lắm, rồi người ta mới đắp nó nhỏ lại, mưa vừa rồi 2 năm vừa rồi nó lớn quá. Bây giờ rồi nó ngập hết của bà con, bây giờ cái đoạn trên nó ngập nhiều lắm. Vị trí tôi đang đứng là công trình thủy điện Đại Bình thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, được khởi công xây dựng tháng 12 năm 2015. Tuy nhiên sau 3 năm thì công trình này là những hạng mục dang dở như thế này. Và theo một số người dân thì việc nắng dòng chảy của công trình đã gây nên ngập úng nhiều diện tích hoa màu ở phía thượng lưu và xói mòn tại phía hạ lưu. Năm 2016, dự án bị đình chỉ thi công do đã xảy ra ngập úng vườn tược, hoa màu của gần 40 hộ dân. Từ đó đến nay dự án dậm chân tại chỗ và hoa màu của người dân thì tiếp tục ngập úng, xói lở khi mùa mưa về. Vào năm 16 thì chỉ có giải quyết tạm thời là đền bù những cây chết lúc đó và hứa hẹn là tháng 12 năm đó là sẽ giải phóng mặt bằng cũng như đền bù cho nằm trong dự án thủy điện Đại Bình, nhưng tới bữa nay vẫn chưa có hồi âm. Ngập rồi đó, chúng tôi nông sản đâu có đi được. Đi được thì lại tư thương ép giá chúng tôi. Trong 3 năm nay rồi, cứ tái đi tái lại gì hoài, chúng tôi khổ lắm. Công ty cũng chưa để mà chi trả mà đền bù cho bà con được. Với cái nền tập trung để mà đầu tư thâm canh thì bà con cũng không dám để đầu tư nhiều. Biết thì tính đến nay cũng là 3 chủ đầu tư rồi. Bà Xuân cũng cho biết, diện tích phê duyệt khi thực hiện công trình là 56 hectare. Hiện mới chỉ đền bù được 16 hectare thuộc cùng công trình đầu mối. Khoảng 40 hectare đất sản xuất của hơn 40 hộ dân thuộc khu vực lòng hồ Đại Bình vẫn chưa được đền bù giải tỏa.